Xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình đến xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để giới thiệu đến anh chị một cái lô đất vườn nha anh chị. Lô đất này tổng diện tích của nó là 18.000 m², nằm trên mặt tiền của đường quốc lộ 62. Thì trên 18.000 m² này mình có 16.000 m² đã san lấp. Và trên nó có 4.000 m² đất thổ anh chị. Và thì tổng diện tích đất này á, là chủ người ta đã trồng cây hết rồi nha anh chị. Đã lên vườn san lấp và trồng cây hết rồi. Hiện tại 18.000 m² này chủ đang kêu bán với giá là 20 tỷ nha anh chị. 20 tỷ. Mặt tiền là mình được 40 mét mặt tiền nè. Mặt tiền quốc lộ. Bây giờ vô khoảng 300 mét. Nhưng mà vô trong nó còn bung rộng lên nữa nha anh chị. Cái đó mình độ khoảng thôi. Thì từ vị trí miếng đất nè, anh chị lên tới Sài Gòn tầm 70 km. 70 km là Sài Gòn. Tới thì thành phố Tân An. Tới thành phố Tân An tầm 30 km. Ở đây thì điện nước có đầy đủ nha anh chị. Đất này thích hợp cho anh chị nào mình làm ở công ty, nhà xưởng. Đây là tuyến đường quốc lộ, đây là tuyến đường chính để đi thị xã Kiến Tường. Rồi, bây giờ mình sẽ quay vô miếng đất nha anh chị. Đây, miếng đất của mình đây. Anh chị thấy trên màn hình là đã trồng cây trái rất là nhiều rồi nha. Rồi, sau video này, anh chị nào muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình số điện thoại 0933 111 76 nha anh chị. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất nha.